Theo trang Newsweek, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20 tháng 11 đã thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được một hệ thống HIMARS mới và đạn bổ sung như một phần của gói viện trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ, bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo và trang bị để hoạt động trong thời tiết lạnh. Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ rằng viện trợ sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng cần thiết để tự vệ ngay bây giờ và ngăn chặn Nga tấn công trong tương lai, đồng thời gọi động thái này là một khoản đầu tư thông minh. Trang tin chuyên về quân sự Militani của Ukraine suy đoán rằng hệ thống HIMARS được gửi cho Ukraine có thể sẽ bao gồm một sửa đổi cho phép nó bắn vũ khí tầm xa. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không được gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine. Theo Militani, các vũ khí do Mỹ sản xuất có thể sử dụng tầm xa khi bắn bằng hệ thống HIMARS sửa đổi, có khả năng bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB và tên lửa tầm xa dành cho hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ACTAMS. Theo Newsweek, năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng cảnh báo rằng nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nước này sẽ vượt qua ranh giới đỏ và trở thành bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Trong năm nay, Mỹ đã gửi GLSDB và ACTAMS cho Ukraine, trong khi các đồng minh cũng đã vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Mặc dù vậy, Nga vẫn chưa thực hiện hành động như lời đe dọa của mình. Vào tháng 1, một ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi GLSDB cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng loại vũ khí này có khả năng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga và cực kỳ nguy hiểm và sẽ đưa cuộc xung đột lên một mức độ hoàn toàn mới. Sau khi chính phủ Anh thông báo rằng họ sẽ gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine vào tháng 5, ông Peskov nói rằng Điện Kremlin nhìn nhận động thái này rất tiêu cực và đe dọa hành động của quân đội chúng tôi. Mỹ đã đồng ý cung cấp ACTAMS cho Ukraine vào tháng 9. Tổng thống Nga Putin sau đó thừa nhận rằng các hệ thống này gây ra mối đe dọa bổ sung cho Nga, đồng thời nhấn mạnh lực lượng của Moscow sẽ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công liên quan. Ông Putin cũng cảnh báo Mỹ đã phạm sai lầm và gây ra đau khổ cho Ukraine. Tổng thống Putin nói không có gì tốt cho Ukraine trong trường hợp này cả. Nó chỉ đơn giản là kéo dài nỗi đau đớn mà thôi. Sai lầm ngày càng lớn hơn, vô hình chung là Mỹ ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Theo Newsweek, mặc dù tên lửa ACTAMS có tầm bắn tối đa hơn 290 km, nhưng biến thể của hệ thống mà Mỹ gửi tới Ukraine được cho là được trang bị đạn chùm giới hạn trong phạm vi 160 km. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev vào ngày 20 tháng 11, đồng thời cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về tính bền vững của những hỗ trợ quan trọng từ Washington này. Ông Austin công bố gói viện trợ sau một ngày họp với các quan chức Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 51 được cung cấp từ kho của Lầu Năm Góc, bao gồm một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và đạn dược bổ sung, đạn pháo 155mm, tên lửa phòng không Vactor Stinger, tên lửa chống tăng TOW. Ngoài ra, gói viện trợ mới còn bao gồm các trang bị để hoạt động trong thời tiết lạnh, các loại đạn dược công phá để dọn chướng ngại vật và hơn 3 triệu viên đạn dùng cho vũ khí nhỏ.